Rồi mình một cái video đây là quay kỹ nha. Quay kỹ cái con này nha. Kỹ con này không phải là mâm thang nha. Con này nó kiểu như là nó cũng xài băng từ á anh em. Nó dần tép á, nhưng mà cái đây là cái dạng như là nó siêu cố luôn. Nghĩ nó là dạng như trước cassette rồi rất là nhiều anh em. Nó sao đèn à. Hồi đó nó chớm chớm băng từ với anh em, kiểu vậy đó. Sao mâm thang là tới nó anh em, kiểu vậy đó. Cái này này là nó mắc vô đây nè, không? Nó mắc vô đây xoay. Này trục cáp tăng ở đây đè xuống này. Đó, chưa? Hai trục này. Con này cũng bao đám em không đụng ha. Nó siêu nó cố hơn là băng 8 trắc nha anh em, băng cà chết á. Nó cố hơn con nó luôn nha. Đó. Con nó bó cục lại vô nghe này. Rồi. Review kỹ chút xíu cái video dành cho con này riêng nha. Con này cũng gấu rướm nha anh em. Program chương trình gì đây? Nói chung cái đây là chắc mình nghĩ là cái đèn không, cái đèn báo sóng này của cái này. Còn thằng này là chứng lẽ của âm lượng à, hoặc là của thằng này. Hiệu con lạ này. Không phải Tele Fuke nha anh em. Ngang 60 á, nó có nếp ập xuống này. Con này lần đầu tiên gặp luôn nha. Biết cái băng đó thấy trên mạng rồi nhưng mà chưa thấy cái máy. Này mới thấy cái máy của nó này. Nó xài bóng xi men này mà. Bóng xi men luôn này. Bóng xi men nha này. Ừ, anh em thấy cái cơ cấu của nó kinh khủng không này. 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 Giống như mấy cái đồ gì mà hồi xưa nó làm thùng analog anh em, toàn cái bánh xe của nó này. Má ơi. Bánh xe nó này. Xe nó như cái dĩa luôn nha anh em. Ừ, làm cái đó luôn, đài cao su, bánh cao su. Là biến áp này. Đây anh em lên Google này, để coi thử cái đi. Số hiệu nó mấy. Cái đây là cái hãng của nó rồi. Mà mình coi nó là cái model nó mấy. Nó mình nghĩ đáng chơi anh em ơi. Anh em nào thích đồ độc lạ này nè. Cái này là cái hãng của nó. Hãng của nó, sao nó không đơn model đây. Mình đang kiếm. Hẹn anh em nào lên chịu khó lên Google search đó nha. Là mình search bằng cái hình ảnh á là nó sẽ ra mình kiếm biết không. Dù con nó cố quá cũng không có đủ đâu nha. Rồi cái nếp này nó ập xuống nha. Nè quay qua đây trước nè, đài này anh em. Anh em nào chơi thì inbox số Zalo này nha. Zalo nha, Zalo tiếp liền á. Chứ các cái kênh khác là mình đang tương tác thôi, chứ nhiều khi mình cũng không có vô đó trả lời comment nào đâu nha anh em. Nên là muốn nhanh thì cái số Zalo này là có ngay nha, tiếp liền ạ.